Hello, xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh của Phổ Nhạc. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xử lý khi mà tải phần mềm về không thể mở được hoặc là không thể giải nén được. Thì cơ bản tất cả các file mà khi Phổ Nhạc đăng lên đều đã được nén lại. Cho nên nếu như mà máy tính không có phần mềm giải nén thì các bạn sẽ không thể mở được. Hoặc là có một số phần mềm giải nén, nhưng mà khi cái file nó bị dính bắt buộc thì những phần mềm đó cũng không thể giải nén được. Thì hôm nay Phổ Nhạc sẽ chỉ cho các bạn download một phần mềm có thể giải nén được. Đầu tiên các bạn hãy vào trình duyệt. Mình sẽ gõ từ phần mềm văn số đi. Ok, thì ở trang đầu tiên là cái trang download phần mềm từ A đến Z của Phổ Nhạc. Các bạn click vào. Sau khi click vào này, nó sẽ có cái phần mềm thông dụng nè. Thì các bạn tải cái phần mềm giải nén WinRAR này. Ok, mình sẽ click vào đào về. Riêng với phần mềm này thì sẽ không bị nén, anh em tải về là có thể chạy được ngay. Mình sẽ bấm tải xuống. Sau khi tải xong thì nó tùy vào trình duyệt mà nó sẽ nằm ở những vị trí khác nhau, và cái đường dẫn thường nó nằm trong đồ loạn. Thì mình sẽ mở, rồi mình sẽ rồi cài cái phần mềm này luôn nha. Các bạn cứ chọn cho nó cài. Ok, xong rồi. Cái phần mềm này nó rất là nhẹ cho nên là gần như click cái là nó đã chạy xong rồi. Thì sau khi mà phần mềm mình đã cài xong, nó sẽ có một vấn đề, đó là cái bạn khi mà cài nó sẽ chưa có cái license, có nghĩa là nó sẽ vẫn sử dụng được. Nếu như mà anh em không quan trọng thì anh em vẫn cứ sử dụng bình thường, nhưng mà nó sẽ có giới hạn, hình như là miễn phí được bao nhiêu ngày đó. Còn nếu như các bạn muốn cài cho nó sử dụng vĩnh viễn luôn thì mình thêm một bước nữa, đó là bước tải cái cây của cái phần mềm WinRAR này về. Rồi mình cũng sẽ bấm cho tải về nha. Đây cái cây này chúng ta sẽ giải nén cái key này ra. Password thì vẫn như là thường ngày, Phổ Nhạc .vn. Rồi sau khi mà giải nén ra, mình sẽ tìm thử nó nằm ở đâu. Tại vì nó nhiều quá, mình sẽ giải nén lại đi ha. Đây nè, chọn cho file cho nó nằm ở top đầu luôn cho nó dễ nhìn ha. Rồi sau khi giải nén xong thì ta sẽ được một cái file như vậy. Thì bạn bấm copy. Vào trong ổ đĩa C, trong program file, kéo xuống dưới cùng sẽ có một cái mục WinRAR này. Chúng ta sẽ dán nó. Yes. Rồi chúng ta sẽ check thử, đó là chúng ta mở một cái phần mềm này lên nè. Rồi chúng ta chọn để có cái license của nó, thì ở đây cái license đã được có rồi. Chỉ bằng như vậy thôi thì chúng ta sẽ sử dụng vĩnh viễn được cái phần mềm này. Rồi bây giờ lúc này á, anh em có thể sử dụng bình thường. Và nhớ là cái cách giải nén phần mềm nha. Khi một cái phần mềm tải về, nó sẽ có cái chấm dạng đuôi là RAR này. Chúng ta bấm nút phải chuột vào nha. Bấm nút phải chuột vào, chọn extra, cho extra file đi ha. Extra file. Rồi bấm OK. Nếu như cái file mà nó không có password thì nó sẽ giải nén ra ngay. Còn nếu cái file có password, nó sẽ yêu cầu cái bước này mình nhập password vào. Thì password mình sẽ nhập vào là phonhac.vn. Thường mặt mình nó sẽ không có cái dấu check ở chỗ sau password này. Thì lúc này nó sẽ chỉ là những cái dấu chấm
thì mình sẽ không biết được. Nhiều khi các bạn nhập nhưng mà lại để ở chỗ đồ đánh có dấu hay là việc hoa nó sẽ bị lỗi, thì tốt nhất mình nên sâu cái bát này ra, mình nhìn để mình biết được mình đánh đúng hay sai, rồi sau đó mắm ok. Với lại chúng ta đã dễ nén thành công. Tương tự như vậy cho tất cả các phần mềm được đăng trên Phú Nhạc, các bạn đều làm như vậy hết ha. Rồi, rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong video sau. Rất mong là các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh để xem nhiều video khác. Bye bye.